hồi nãy là mày gì quên rồi, mày say đi không? Xe gì xe gì? Xe đây không ai. Xe mới gì? Xe mới luôn. Xe mới. Mua chưa có bản. Đó màu đó. Xe gì luôn? Đúng số 64 có bản số chưa? Chưa có bản số rồi. Mà chạy sao mà lấy xe mẹ? Đi chưa? Em sẵn em nằm. Lấy hồi nào? Mới lấy sáng hồi nãy em. Mấy đó là nó người Bắc Việt Nam, nó dùng Bắc Việt Nam. Nó người miền Nam. Giờ sao biết tiếng á? Nó chuyện đâu mà luôn rồi. Mà nói chuyện với em mà lấy đồ mối trong quần của em nó bấm tưởng đâu về nhà không à. Ai vậy nó bấm được cái nó lên đây máy đi luôn. Nó hỏi chuyện đúng. Mà lúc đó là anh lại là hỏi tưởng em té hay là gì đó. Lại nó lấy tự nhiên luôn rồi. Nhậu chết miệng là có điện được ha. Làm sáng đêm vậy nè. Xe mới mua hả? Xe mới mua tốt lắm sao. Nó quá đầu cơ quá rồi. Đang đi đường quốc 22 đâu? Quốc 22 đó. Hướng ra Tây Ninh. Chết mẹ hướng ra Tây Ninh hả? Chạy không? Nói không? Ông tắt cả nào tắt nó vẫn đi được. Ông bấm điện thoại của ông. Tắt là bắt luôn. Anh đưa cái vị trí em chạy bắt đi chạy qua Tây Ninh. Tắt cái vậy là nó khóa rồi, tắt cái khóa cho nó mở ra nó giật. Alo. Alo. Sợ nó đưa cái định vị ra. Anh nhập mật khẩu á. Xe SC cơ á, có cần có định vị á. Để đi. Má thì mấy này ngu quá, ăn nhậu nhậu xỉn. Không lỗi nè. Làm cái đêm gì em nhậu. Ông đi với em không có mắt. Xe mua bao tiền? 57 triệu. Đang góp chưa hết nữa. Góp ra gần 8 mấy rồi không? Góp ra 8 mấy. Mấy vừa? Gần bằng vé thăng. Xe đâu ạ? Mua 5 mấy, góp ra 8. Chứ là hôm qua nhậu xỉn rồi để từ khi mà. Mới nhậu thì tối nè, rồi em nhậu đi giác gạo về á, đi làm sáng đêm về á. Mất ở đoạn nào? Mất ở đường đường hẻm cái Hai Mỹ anh. Cái Hai Mỹ hả? Ông đứng nằm trong vườn cao su á. Ủa ông này cũng xỉn, ông nằm trong vườn cao su luôn. Xe vứt ở đây luôn. Kế bên luôn. Kế bên nằm kế bên. Rồi đầu món là để trong túi. Để trong nhậu xỉn sao cho nó đấy. Ông ngủ. Em ngủ mày thấy biết mày xỉn xỉn cho mày biết thấy cái bộ mắt mày là đang trộm xe mày rồi. Lúc bây giờ. Đâu. Lúc hồi nãy lúc bây giờ em cũng nghe đừng đừng có chạy cái thằng gì đó. Đừng có bắt bị xe giùm. Đến đâu rồi? Sẽ đi tới Tây Ninh rồi. Đường đi đường chỗ luôn, chỗ từ ai đó nó sỉnh lên. Người ta vô có kịp. Sáng ông nào gọi cho xe. Gọi tắt máy xe hả? Có mình em tắt luôn rồi. Hôm nay tôi gọi tắt làm gì? Em tắt cái điện thoại của em luôn. Đó, cái đồ. Tắt nó đâu có chạy được đâu. Không chạy được à, tắt là giật kích. Giật kích. Đúng. Mà vội rồi nổ máy chạy tiếp, nghe không? Tại nó lấy được cái đồ bot của em. Không cần remote luôn. Nó vẫn lấy được. Nghe không? Nó để có là mình còn mình không có đắp, mình còn theo dõi nó là đang ở đâu. Cái công phân tích cho hai ông này hiểu luôn. Đó. Bây giờ nhà đâu? Dạ, em ở bên chỉnh. Mà sao đi mua xe trả góp mắc vậy hả? 5 mấy triệu mà thành 8 mấy triệu hả? Thì thằng miền Tây đó em có biết đâu. Bây người ta bán xe nó người dân tộc nguy hiểm mà. Khi nào có tiền thì mua quá thôi, mua chi? Cả gần 100 triệu bạc, mua chi? Còn 5 triệu mua 2 cây vàng, nay ra ốm yếu. Chị nói giờ là 5, 2 tiếng giờ nha. Vậy hướng nào ạ?